mẹ cho biết một tí, hai đứa không có phá nghe con. Dạ con biết rồi mẹ. Hai em đây máy tính của mẹ đây. Oh no. Ơi ừ, em bắn đi rồi cái máy tính nó đi hù dù rồi chị hai ơi. Có chuyện gì mà la dữ vậy con? Mẹ ơi, em bấm máy tính mẹ đi hôi rồi. Oh no. Chuyến này no với mẹ hai chị em rồi nè. Mày mở lên kiểm tra lại coi. Hai đứa con nè, máy tính làm việc của mẹ nè, hai đứa không có được khóa, không được bấm tùm lum, lỡ nó hư máy tính, hư tài liệu quan trọng của mẹ là rất là nguy hiểm, mẹ làm rồi rất là lâu biết không? Con biết rồi mẹ. Đây là con không có dám nữa mẹ ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi, con lại thằng đi cần ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Viên rất là đông người, tụi con là không có được đi xa mẹ biết không? Con dạ con biết rồi mẹ. Dạ con biết rồi mẹ. Dạ không ơi, chị lên cầu chơi nha. Thôi mua đồ đây cho con nha mẹ. Không có được đi xa nha con. Đây. No. Mất tiêu rồi. Để mình chạy đi tìm mẹ coi. Dạ, mẹ đâu rồi? Đâu rồi? Phải tìm người giúp đỡ thôi. Tú ơi, Tú con bị giặt mẹ ơi. Tú gọi mẹ giùm con. Con đọc số đi, chú gọi giúp cho. 0976243221. Con tên là Hoàng Kim. Mẹ đây nè. Em lo mẹ đi mua đồ chơi quay lại không thấy con, mẹ lo quá. Con nhỏ chú này gọi cho mẹ con mới gặp được mẹ đó. Các em nhỏ ơi, khi chúng ta đi chơi công viên với cha mẹ hay những chốn đông người thì chúng ta tuyệt đối không được buông tay cha mẹ, chạy lung tung nha. Và đặc biệt chúng ta phải luôn nhớ số điện thoại của ba mẹ nha các em. Các bạn ơi, các bạn ơi, con lại thằng đi cần ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Chơi gần mẹ thôi nghe, mẹ ngồi ghế đá đợi con chơi nghe. Em chơi tung nè. Được, dẫn mình đi chơi đi em. Con muốn ăn kẹo, mẹ lấy kẹo con ăn rồi. Rồi, mẹ có chuẩn bị rồi nè. Wow. Cái kẹo siêu dài luôn nghe. Wow, ngon quá mẹ ơi. Ờ, cái kẹo dài quá, mẹ cho con ăn tung cái đĩa đó nè. Chị nào đâu con? Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Đó, nãy con chơi tung cái đĩa đó đó. Con ra rủ chị vô đi. Vô tay với em nè đợi. Cái kẹo siêu dài cho hai chị em ăn nha. Này dài quá đi, để ăn một đầu em ăn một đầu nha. Cái kẹo này dài quá, hai chị em mình chỉ ăn hết một cây. À, các bạn ăn được mấy cây comment dưới đó, mừng biết nè. Các bạn có thể ăn được mấy cây comment để Hoàng Kim này cho Hân biết nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Ba ơi, ba ghép chú bông cho con đi ba. Chuyện nhỏ, cái này ba chơi hoài. Nhìn hai con của ba nè. Wow, ba thật là tuyệt vời. Hai đứa chọn lựa con trước đi, để ba mua vé xong rồi ba qua ba gấp cho. Ba ơi, ghép cho con màu trắng đi ba. Màu trắng quá, ba biết gấp con nào? Đó đó, con đó đi ba ơi, con đó đi. Trời ơi, gấp đi ba. Chuẩn bị khòm suốt lụm nè hai con. Oh no. Vậy là mất tiêu con gấu rồi đó ha ba. Giáo kỳ vậy ba. Yên tâm đi, hồi nãy ba thử thôi. Thua kêu này tao bài kêu khác. Còn một lượt nữa. Gấp con trắng rồi về cho dễ nha ba. Con đó phải không? Ok. Thất được mua rồi ha ba. Trắng tay luôn rồi con ơi. Ba con chơi hoài với chưa bao giờ dính. Vậy mà ba nói ba tôi giỏi lắm. Nè, ba mẹ con đứng. Các bạn ơi, các bạn ơi, con lại thằng đi cần ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.